Nếu bạn là người mê du lịch thì chắc hẳn không còn xa lạ với cung đường Bầu Trắng. Đây được mình chọn là một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. Cùng theo chân Ivyvu khám phá nhé! Đi trên cung đường này, bạn sẽ thấy được làng chài Mũi Né từ trên cao, khu du lịch đồi cát bay nổi tiếng và cả vịnh Hòn Rơm xinh đẹp không thể nào rời mắt. Đường rộng, dễ chạy và vắng xe ô tô nên bạn có thể dừng lại, ngắm cảnh và chiêu một chút cùng bạn bè. Có thể nói, đây là cung đường mà bạn nhất định phải đặt chân đến ít nhất một lần trong đời ở Việt Nam. Đây cũng là cung đường mà bạn sẽ gặp được chiếc xe bán nước màu vàng nổi đình đám trên mạng xã hội bấy lâu. Hãy dừng lại, uống một cốc nước và cho ra lò những tấm hình check-in đỉnh cao với chiếc xe rực rỡ này nha. Ngoài ra, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những sa mạc cát mênh mông, đổi màu liên tục từ vàng sang đỏ rồi chuyển qua trắng. Để đi đến được cung đường này, bạn sẽ xuất phát từ Phan Thiết hoặc là Mũi Né. Từ Phan Thiết, từ phía quốc lộ 1A vào nội thành Phan Thiết, bạn sẽ thấy ngã ba Lương Sơn. Lúc này bạn rẽ phải, sau đó di chuyển thêm khoảng chừng 20 km là sẽ tới được cung đường Bầu Trắng. Còn nếu bạn xuất phát từ Mũi Né thì chạy thẳng theo chặng đường DT706-716 tới Phan Rí Cửa là điểm kết thúc của hành trình.